của Circulation. Ba, cái này là cái chỗ ghim chìa khóa cho con. À, ghim chìa khóa ra mở, mở lấy thư đó. Thưa con không, sao con như cái mùi gì ba? Ba ơi. Ờ, bé đang sơn hả ba? Ờ, à, tao đang sơn mới. Tao đang sơn mới. Hả? Chờ muốn mình như đi hoài luôn đi. Thì vậy hả? Như đi hoài luôn. Ôi. Nhưng mà mày cứ tới đây được không ba? Nhưng mà mày cứ vô bưu điện được không? Đây nè, mày vô bưu điện mình lại tham quan cái hộp thư đi cái. À, ở trong này có máy ATM. Cái này là cái cabin hồi xưa để gọi điện thoại nè, bây giờ tao làm máy ATM. Bên đây nè con, bên đây là gọi nè. Nói gì ba? Đó, Khang vô Khang gọi thử coi, bấm điện thoại gọi cho mẹ coi. Vô được, không sao đâu. Ừ. Hả? Rồi mẹ mày lại. Ừ. Vô đi, ừ. Hả? Xin bấm gọi thôi cho ba đi, gọi cho ba đi. Là ta làm mẫu thôi phải không? Chứ đâu gọi được đâu phải không? Làm mẫu để chụp hình của phim đúng không? Rồi đi ra. Rồi. Lấy điện thoại gọi đi, lấy điện thoại gọi cho ba cái. Để chai nước lên. Ba, cái máy trên đó là gì vậy? À, cái máy nó đứt tính giờ. Máy nó tính giờ. Phải cầm cái tai nghe lên mới được, cầm ống nghe lên mới được. Con gửi cho đến cu à hả? Thầy mà kêu mày ở bên đó. Một Vô. Alo, cu à hả? Tại vì có một ký thủ bị cháy ở đây liền đi. Quay. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái dây á, dây điện thoại. Dây ống nghe đó. Dây nghe dây của tai nghe. Nó xoắn thì nó xoắn thì nó ngắn, khi mà muốn dài là kéo dài ra, nó dài ra, còn muốn ngắn thì nó ngắn lại, hiểu không? Không. Mà ở trong này nó có điện không? Ừ, trong nó có dây điện. Mà không cắm vô trong cái tai nghe đó.
rồi ra đi con, ra đi con. Được rồi con. Rồi ra đi, để lên. Ê, để ngay ngắn lại, để ngay ngắn lại. Ừ, ngắn lại. Lấy chai nước ra, Rồi. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn quý khách hãy vô phòng. Cảm ơn quý khách hãy vô phòng. Được rồi Long, được rồi Long. Vô nữa hả? Đi Long ơi, đi Long ơi. Gọi điện nãy giờ gọi điện cho ai vậy? Hả? Gọi điện cho con Ma. Nói bậy. Ô Ma. Ơi. Mình không đi tới khúc cuối không đi. Rồi đi, đi vòng xuống đi. Em xin lỗi, sorry. Em sợ gì? Rồi đi xuống đi. Ai chạy tới đây. Ông đang gửi thiệp. Ông đang viết thư, ông gửi thiệp. Thiệp cho ai? Đúng rồi. Con hỏi bằng tiếng Anh chứ không bằng tiếng Việt sao không hiểu? Anh tiếng Việt. Em vô. Chào ông đi con, chào ông mình đi. Đâu? À mấy đồ lưu niệm á. À. Đồ lưu niệm. Ơi. Thôi chưa từ. Ra ngoài cái. Này con cầm chai nước đi. Ơi. Mấy đồ lưu niệm. Đồ lưu niệm bằng sắt á. Thấy gì xích làm thấy không? Đẹp quá. Đâu? Ờ robot á. Lô. Cá sấu đó, cá sấu đó, bằng dây xích đó thấy không? Thế ta sáng tạo không? Ta lấy dây xích ta làm thành con cá sấu nè thấy không? Sa tan. Thấy chưa? Dây sên á. Mấy này đồ phế thải bằng sắt không nè. Ba đi ra. Ừ. Đi ra. Từ. Đi ra. Không có làm sùm. Ba. Hả? Đi vô luyện mấy lần rồi ba. Ba. Ba ơi. Ơi. Con đi vô luyện mấy lần rồi. Con nhớ không? Không. Mấy lần? 6 lần rồi. Vậy. Ơi
khoảng lấy số giờ. Đi gần em. Ba ba. Ơi. Ba ba. 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 Ba